Ok, hello anh em. Chào mừng em quay trở lại với trực tiếp game. Game khổ lắm, lâu lắm rồi tôi mới lại livestream ngày chủ nhật. Mọi khi cứ chủ nhật là tôi auto nghỉ, nhưng mà thôi. Thấy đêm qua livestream thấy nhiều anh em bảo hôm nay mà tôi không livestream là anh em đến đốt nhà. Thành ra là thôi, nhà có mỗi một cái nhà anh em đốt thì sau này biết bán phở ở đâu. Cho nên là thôi, hôm nay tôi cứ livestream chủ nhật cho nó vui nhỉ. À, như là tôi đã post lên vào buổi chiều ấy thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu anh em cái tựa game kinh dị Hàn Quốc. Nó nói chung là nó không phải là kinh dị lắm đâu, nó kiểu nó hơi kinh dị mà nó hơi hài hài. Con này nó có tên là The Coma Cutting Class. Đây là một cái tựa game mà trước đây tôi đã từng chơi một lần rồi nhưng mà sau đấy thì bỏ dở, căn bản là hồi đấy nhiều game mới quá nên ra là bỏ dở con này. Nghĩ cũng cũng chưa có nhiều anh em xem, mới lại cũng tiếc tiếc, thành ra là tôi hôm nay vào chơi. Hôm nay các anh em trên Facebook cả YouTube có giật lag gì không? Tôi vẫn đang livestream trên cả hai nền tảng YouTube và Facebook nhá. Dạo này không hiểu sao ở trên 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 YouTube lại 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 mượt thế. Không biết vì sao luôn. Chắc là thương tôi, mấy hôm trước tôi chửi YouTube nhiều chắc nó thương tôi, khổ. Facebook lại lag à? Úi giời ơi, bây giờ đến lượt các anh em trên Face rồi. Dạ thôi. À, lag hay là giật gì tôi không phải nói lại đấy nhá, nói lại lần cuối. Anh em nào trên YouTube mà lag hay sang Face, anh em nào trên Face mà lag hay sang YouTube nhá, tôi không nói nhiều mất thời gian. Ok, chúng ta vào game luôn. Press key to start. Lâu lắm không chơi con này, tôi quên mẹ hết rồi, chả nhớ cái mẹ. Ơ. Đây 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 đây. Tôi chỉnh xem nó như thế nào. Music sound. Ấy già. Ok, à từ từ. Xếp 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 New Story. Game này là của Hàn Quốc sản xuất, là anh em sẽ thấy nó có rất nhiều ngôn từ tiếng Hàn nhá. Yang Ho ấy giả. Yang Ho. Yang Ho chắc là nhân vật chính của game ấy. Chắc là anh em đợi tí ta, tôi nghe điện cái chưa chi vừa vào game đã có điện thoại rồi. Rồi ok. Hôm khổ. Mấy có thanh niên bạn rủ tôi đi uống rượu. Tôi bảo ta căn bản mọi khi chủ nhật là tôi hay đi uống rượu, nghỉ không livestream. Hôm nay không đi vì anh em không đi, thành ra bạn bè gọi điện đến chửi kinh quá. Ok, chúng ta tiếp tục nhá. Nhân vật chính Yang Ho, tôi tên là Yang Ho. Tôi là một cái học sinh ở trường trung học Sewa. Già, ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm bài tập cuối kỳ. Với tất cả chúng tôi thì đây đều là được gọi là ngày phán xét. Ok. Tôi cần phải làm bài kiểm tra thật là tốt ngày hôm nay. Kinh quá nhỉ. Vì thế cả đêm hôm qua tôi không ngủ được. Kinh. Rồi. Ôi dồi ôi, nhân vật chính mình đây à? Vãi. Nhìn mặt trông phê cân vậy. Yang Ho. Cảm thấy rất là buồn ngủ. Sáng dậy đánh răng vẫn còn buồn ngủ. Ngày xưa tôi đi học thế. Ngày xưa sáng dậy mùa đông mẹ dậy đánh răng xong rồi lên gấp chăn ngủ mẹ luôn.
cái cơn ác mộng đêm qua thật là kỳ lạ. Kinh quá nhỉ. Đêm qua tưởng học sinh cấp 3 thì chỉ có mộng tinh thôi chứ ác mộng nhá. Hy vọng là những cái thứ mà tôi cảm nhận được nó sẽ không ám vào trong cái bài thi cuối kỳ của tôi. Được rồi. Hãy là điện thoại gì đây? 8 giờ sáng. Ngủ quên. Bị ngủ quên vãi. Bỏ mẹ rồi. Phây lag à? Hôm nay nói chung là lâu nay các anh em ở trên YouTube thì hay bị lag, bây giờ lượt các anh em trên Face thì anh em phải thông cảm. Tôi không thể tin được là tôi lại trễ giờ, mẹ trông. Con này thì cái phong cách điều khiển của nó khá là giống với lại cả con Detention ấy, nó cũng là cái kiểu game màn hình ngang. Cần phải chạy đến trường trước khi bài kiểm tra bắt đầu. Ôi dồi ôi, ấn V. Rồi, muốn chạy về giữ ship, ô chạy rồi. Ngày xưa tôi đi học hay bị muộn, mẹ hôm nào kiểm tra mà đi muộn sợ lắm. Ai đây thế này? Hay là em nào này? Em nào đây? Xinh thế. Ấn E. Khi mà muốn interact với cả con người thì ấn E. Em nào đấy? Tay làm sao này? Tay chắc vuốt trụ nhiều mẹ gãy tay rồi. Hello. Giả. Tên là Yason. Úi dồi ôi, đúng là tên Hàn khác khó đọc thế. Yason, quả là một cái tên đẹp. Em này người tốt phết đấy, không phải đùa đâu, người tốt phết. Cái đồng phục của nó thì khác cả đồng phục mình, có vẻ như là sinh viên của trường khác. Yason, cậu đã muộn. What? Sao nó quen mình? Cậu đã muộn rồi, cần chạy nhanh trước khi mọi việc, trước khi cậu gặp vấn đề, trước khi cậu gặp vấn đề. Ok được rồi. Yang ho. Từ tôi cho tiếng nó to lên tí anh em nhỉ. Tiếng bé quá nghe hơi chán. Tiếng to lên tí cho vui. Rồi chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Mẹ đi thi thôi. Ủa, cái gì đấy? Yang ho. À đây là thằng bạn Seyo. Tại sao lại có xe cấp cứu ở đây? Người này là ai? Đây là Seho, bạn bạn cùng lớp, một trong ba sinh viên, à một trong ba học sinh có điểm cao nhất lớp. Mẹ nhìn mặt này là biết điểm cao nhất rồi, mẹ bốn mắt như này mẹ cận. À cái thằng tê hôn ở lớp 2B đã cố gắng tự sát. Ui vãi mẹ, có thằng học sinh tự sát trong trường tên là tê hun, có một thằng tự sát đêm qua mẹ. Chắc điểm thấp quá rồi. Tôi nghe nói bên Hàn Quốc cả bên Nhật Bản mẹ, gì lắm Hàn Quốc cả Nhật Bản áp lực thi cử ấy. Chắc là thanh niên kia tự sát buổi đêm, sáng đến là mẹ xe cấp cứu chửi luôn. Thằng này bảo là sao cậu còn hơi sức đâu, tâm hồn đâu mà nghĩ đến bài kiểm tra nữa. Hiện tại thì các thầy cô giáo vẫn đang bị sốc, cho nên là họ vẫn đang ở trong phòng giám hiệu, chưa chính thức làm bài. May quá mình đang muộn. Cảm ơn thanh niên ấy nhá, cảm ơn thanh niên tự tử nhá. Tía thì muộn giờ. Ok được rồi. Tại nếu chỉ nói về cái vụ tự sát đêm qua thôi. Có phải là họ nỡ lòng nào mà còn bắt chúng ta làm bài kiểm tra khi mà có một người nào đấy vừa mới tự sát. Ok đi thôi, thôi vào làm kiểm tra thôi. Đâu đây, đi đâu đây? Xe phắn rồi. Cái gì đây? Có một cái dây chuyền ở trên, ở cổng. Có một cái dây chuyền cổng. Có vẻ như đây là dây chuyền thuộc về Mr. Song, cô giáo Song. Ok. Rồi gọi vào trường thôi. À, để có thể xem được hòm đồ của bạn Thiến B. Ấn tab để chuyển giữa các cái pocket khác nhau. Ấy giả, có cả hòm đồ ấy chứ, ngon phết, đùa đâu. Bét. Mr. Song, Sweet Pop Kid. Rồi, mình có thể thay đổi được các cái ngăn khác nhau ở trong hòm đồ. Được, vào thôi. Cô giáo Thảo á, anh em mẹ rầm rì lắm. Hành lang ở trường đang, các học sinh đang đứng nói chuyện về cái vụ tai nạn đêm qua.
lớp mình là lớp 1E ở trên tầng 2. Bọn này quái nhỉ. Lớp phải lớp 1E trong khi là bọn này phải học, cái tầm này phải học cái gì đấy. Mung Giu. Ôi thằng này là đầu gấu rồi. Giang Hồ, vác đít của mày ra đây. Mẹ đầu gấu à. Thôi mẹ, nhìn trông mẹ đại ca vãi. Cái gì? Cậu đã chuẩn bị cho bài kiểm tra chưa? Mung Giu ở trong lớp 1B. Thằng này là chuyên là đầu gấu đấy. Thằng Giang Hồ rất là ghét. Cái gì á? Thằng này nó bảo mình là ngày hôm nay mày đừng có nói cái gì với mọi người. Trước đây thằng này từng bắt nạt thằng Giang Hồ, sau đó bị tố và thằng này phải làm, thằng này bị phạt phải làm việc công cộng trong trường trong một tháng, nên nó rất là ghét mình. Nếu mà tao trượt cái bài thi ngày hôm nay thì nó sẽ tính sổ với mình. Ok ok, tao sẽ không nói với ai. Sorry sorry sorry, thôi thôi. Ngoài ra mày cần phải tránh xa cô gái mà yêu tao yêu. Vãi mẹ con nào đấy. Hắn ta đang nói về cô bạn Mina ở lớp 1C. Cô ta là hàng xóm lớn lên với tôi từ bé, rất là xinh đẹp. Nhưng mà thằng kia nó thích con Mina, ra nó bảo mình là không được đến gần. Được rồi ok. Không thích thì thôi, làm gì mà kinh thế. Mình ở tầng 2 đúng không? Lớp nào anh em nhỉ? Bỏ mẹ, tôi quên mẹ lớp rồi. Lớp mình là lớp nào nhỉ? 1E đúng không? Lớp 1E. Rồi, đây rồi. Phải là bài kiểm tra thôi. Ơ. Ừ. Ok, nó bảo là đang điều tra cả lớp học. What the hell? Ủa ôi, cô giáo đi rồi. Cô giáo ngon đấy. Ôi dồi ôi, cô này thì học hành gì. Mẹ. Nhìn trông này. Này học hành gì. Cô Song. Ôi dồi, tên là Song. Cô này đáng lẽ đặt tên là lá bưởi mới đúng. Chào Giang Hồ. Ấy là okay. Cô giáo gì mặc zip ngắn thế. Cô này đúng là tên là Thảo rồi. Sao đây. Chào cô Song. Đây là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Trông cô ấy giống như là ngôi sao K-pop. Kinh quá nhỉ. Tôi là một trong những fan hâm mộ rất lớn của cô. Cô ấy luôn luôn giúp đỡ tôi. Em có ok không? Trông em không được khỏe lắm. Em chỉ hơi bị sốc vì cái vụ tự tử đêm qua thôi. Cô nghe nói là Tae-hoon đã bị stress vì cái bài kiểm tra và không vượt qua được, cho nên là mới tự tử. Tuy nhiên theo cô biết, theo cô nhận định thì điểm số không phải là tất cả, em hiểu không? Đây mình có hai lựa chọn đây. Một là tố cái thằng Mung Giu là cái thằng bắt nạt mình. Hai là không nói gì. Tố luôn. Tố luôn. Sợ gì. À đây, em nghe nói là thằng Mung Giu là cái thằng đã bắt nạt bạn Tae-hoon gần đây, nên đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc tự tử của Tae-hoon. À, cái thằng Mung Giu là thằng đầu gấu. Thằng đấy chính là thằng thằng đấy chính là thằng bắt nạt cái thằng vừa tự tử đấy. Thằng đầu gấu đã bắt nạt thằng tự tử. Được, mình tố luôn. À, quả là một việc rất là nghiêm trọng. Được đấy. Cô giáo sẽ báo với hiệu cả văn phòng hiệu trưởng. Ok ok ok. Cô hẹn gặp em sau buổi thi. Úi dồi ôi. Và chúng ta sẽ nói chuyện về cái việc là điểm số của em bị giảm gần đây. Ngon. Gặp cô sau giờ học rồi. Kịch bản quen lắm. Thằng này nó còn bảo này, cô ấy muốn gặp tôi sau buổi học. Nó giống như là một cái buổi hẹn hò. Được đấy. Rồi ok. Tưởng gì. Rồi. Vào làm bài thi thôi. Ngon đấy. À mình quên mất không đưa cho bà này cái rồi. Cái vòng, vòng đeo tay rồi. Quên đưa cái vòng đeo tay rồi. Rồi như nào đây. Bàn mình đâu. À đây đây bàn đây. Ôi xài. À làm bài kiểm tra.
Các em ngồi xuống bắt đầu cái bài thi cuối cùng. Mọi người sẵn sàng chưa? Chúc may mắn. Phát đề rồi, bắt đầu phát đề rồi. Cái gì? Nhìn vào trong bài thi, tôi gần như cảm thấy tất cả đều khác lạ. Vãi. Lạc bố nó đề rồi. Tự nhiên lại cảm thấy buồn ngủ. What the hell? Thức cả đêm qua quả làm cái ý kiến tồi tệ. Kinh không? Bọn này đang làm bài về phân tích hàm số đây. À, phân tích cái này nó gọi là bài gì nhỉ? Ngày xưa tôi từng làm nhiều lắm. Phân tích biểu đồ ở đồ thị à? Đúng rồi. Này, cấp 3 đây. Ngủ bố rồi. Ngủ ngủ ngủ. Thanh niên thức đêm qua anh ra ngủ quên mẹ luôn. Cái gì đấy? Mẹ. Sao đấy? Ơ. Lớp học đi về hết rồi. Vãi. Lại giống detention rồi. Mẹ, y hệt detention luôn. Đang học thì ngủ quên xong tỉnh lại không thấy ai. Giống detention lắm anh em ạ. Chuyện gì xảy ra ở đây? Mình đã ở đây bao lâu rồi? Mọi người đâu hết rồi? Mấy giờ là mấy giờ? Bỏ mẹ rồi. Mình còn quên cái buổi gặp với cả cô Song. Có chuyện gì xảy ra với mình thế? Thôi xong rồi. À mình còn à tí nữa thì quên là mình có một cái đèn pin ở trong bàn. Ngon. Có một cái nốt. À ấn F để bật đèn pin. Ấn N để đọc nốt. Bật đèn pin lên. Rồi. Ấn N đọc nốt. Đây là một cái nốt được viết bởi cái đứa có tên là Seho Gil. Mình có một cái cảm giác rất khác lạ. Mình ở lại trường để làm thêm một số bài tập ngày mai. Tuy nhiên sau đó thì mình ngủ quên. Khi mà mình tỉnh dậy thì cảm thấy mọi thứ đang trở nên sai trái. Có vẻ như là có một cái nhật ký một đứa nào đấy thì phải bỏ lại. Vậy lớp học sao không thấy ai này? Từ đã. À xếp game đây, xếp game, xếp game, xếp game. Lên bảng xếp game. Lạc trôi rồi. Tổ sư chúng nó đi về hết không ai gọi mình. À đây ra khỏi lớp. Chỗ này cảm giác à chỗ này rất là yên yên tĩnh không nghe thấy là có ai ở đây không? Ủa cái gì đấy? Mẹ, cô giáo đúng không? Cô Song, à quên cô Thảo, cô Thảo, cô Thảo. Ủa ơi. Mặt thì không thấy đâu, thấy mỗi ngực. Cô Song có phải cô không? Úi giời ơi. À cô Song có phải là người mà mày muốn tao trở thành hay không? Vãi. Em quên không gặp cô. Thật là ngu ngốc. Mọi thứ có ổn không cô? Mẹ. Sao em không đến gần đây? Tôi xong tôi rồi. Ê mẹ. Nó hét lên mình rồi. Ê cái gì đấy cô? À! Mẹ. Ui. Thôi cô ơi. Mẹ. Em xin cô. Ôi ôi. Chạy. Trốn. Trốn vào đâu bây giờ? Đây đây. Nhanh. Cô Thảo biến thành ma rồi. Vãi cả chuồng. Cô biến thành ma rồi. Mẹ. Cô ấy đi chưa? Để ra để ấn E lần nữa. Máy mà chui vào nhà vệ sinh kịp. Đái bãi đó. Ở đây ra đây ra đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô kinh thế, cầm dao xiên luôn kinh. Ở đây mình có thể tắt đèn pin, bật đèn pin được. Ấn N đọc nốt. Cái gì chơi có cái. Có cái tay mà làm nào lấy được cái này đây. What the hell. Kinh vãi. Ừ cô này cũng người tốt nhưng mà không hiểu vì sao tôi thấy kinh lắm. Nhìn có vẻ là người tốt nhưng mà căn bản người tốt bị zombie. Chắc là bị dịch bệnh zombie thành ra là mất cái sự tốt tính đi. Lại tìm thêm cái nốt rồi. Twist Love. Đây là một cái nốt viết bởi cái thằng Seho Gil.
Như là mọi người ở Sewa thì mình cảm thấy rất là xấu cho Mina. Cô ấy rất tốt với mình, cô ấy rất thông minh. À, mình biết là mình không phải là người đẹp trai, không phải là thông minh, không phải là người vui tính. Như vậy thì tại sao cô ấy vẫn cảm thấy mến một cái kẻ béo như mình, trong khi rất nhiều bạn trai khác trong trường thì thôi được. À, đây là cái nhật ký của thằng bạn thân đấy, cái thằng béo lúc đầu mình gặp ở lúc đầu vào trường đấy. Ok, như vậy là con Mina bạn thân của mình là yêu thằng Seho, yêu thằng Seho là thằng béo lúc đầu, thằng ấy học rất là giỏi. Được, thanh niên béo mà son thế. Cái gì đấy? Có một cái hộp ở đây được bao quanh bởi máu, trông thật phát ốm. Mê. Rồi đi đâu đây? Bỏ quên điện thoại ở nhà. Ngu rồi, mẹ này đi. Ấn M để check map. Đây là map đây. Đây là lớp mình. Lớp 1E là lớp mình. Phía dưới là có hai cổng exit. Ok. Được rồi. Xuống tầng dưới thôi. Xuống tầng dưới phắn của trường thôi. Cái gì cơ? Sao có mấy anh em bảo là không nghe thấy tiếng là thế nào? Anh em thử F5 lại nhá. Tôi thấy tiếng vẫn bình thường mà. Cô giáo đâu kinh vãi. Cái gì đó? Cửa ở đây đúng không? Ờ, đúng không? Đúng rồi, exit đây. Khóa bố rồi. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao? Nó tỏ là này là bị ấy đúng không? Bị khóa rồi, mình phải tìm cái chìa khóa. Kể cả cửa sổ cũng không mở được. Mình phải tìm cách để ra khỏi đây. Không phá khóa được. Tuy nhiên ở trong cái phòng giám hiệu. Cái gì đấy? À đúng rồi, những cái người ở phòng giám hiệu thì luôn luôn khóa cái cửa này lại hàng đêm. Có một cái phòng cà phê ở giữa hai tòa nhà. Nó sẽ đưa mình đến 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 phòng bảo vệ. Được rồi, đến phòng bảo vệ, phòng bảo vệ. Cafeteria đây. Đây là phòng như kiểu là căng tin đấy, căng tin của trường, mình phải đến đây. Vừa nghe thấy có ui, thôi cô ơi. Ôi chạy thôi, chạy thôi. Đâu 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 chỗ nào á? Chỗ quá, bỏ mẹ rồi. Thôi cô ơi. Em xin cô chạy nhanh lên. Lên tầng trên, lên tầng trên, lên tầng trên. Đúng rồi. Phản thôi, từ từ xem đã. Đúng mép rồi. Phản thôi. Tổ sư đâu? Đây rồi, căng tin này rồi. Căng tin này, căng tin này, căng tin đây. Quên mất căn bản tôi đang bận dịch cái kia cho anh em nghe, thành ra là tôi không nghe tiếng bước chân, anh em thông cảm. Đang mải dịch cái kia. À đây sếp đây, có sếp luôn. Ngon. Không có mẹ tiếng nhạc nghe thanh cảnh thế, cái gì đấy? Lại lấy được một cái nốt. Tìm một đồng tiền. Tìm thấy cái gì đây? Cà phê de Vespresso. Ủa, em nào đấy? Mẹ, giật cả mình, cứ tưởng cô giáo. À đây em gặp ở ngoài đường đấy. Em này vút trụ bị gãy tay đây. Hello em. À, Yeson, con này tên là Yeson. Cậu còn nhớ mình không? Cậu vẫn còn sống, thật là thú vị. À, Mr. Song bất chợt tấn công mình. Vãi, với một cái con dao. Cô ấy cố gắng để giết mình. Chúng ta cần phải ra nhanh khỏi đây. Cậu làm gì ở đây? Bình tĩnh đi.
À, cái sự sợ hãi chỉ làm cho cậu bị chết thôi. Nếu cậu muốn gì, mẹ con này bình tĩnh vậy, vãi. Mẹ thế này con bình tĩnh được à? Vãi, cứ cậu nghe đến mình nói không. À, cậu nói quá nhiều đấy, cậu bắt đầu là khiến cho mình cảm như là cảm thấy là cậu đang muốn kẻ giết người đến tìm được chúng ta. Ok, nói bé thôi, nói bé thôi, nói bé thôi. Nói to quá, nó bảo nói to quá. Cái sự nguy hiểm thì là sự thật. Nhưng mà mình sẽ không mất thời gian để giải thích nó. Có vẻ như là cô giáo Song thì là cái người mà phải chịu trách nhiệm cho những thứ mà mình nhìn thấy xung quanh cái ngôi trường này. Cậu ở đây là có lý do và cậu không thể nào có thể ra khỏi đây đâu. What the hell? Cái ngôi trường này đã bị linh đến một linh đến một cái thế giới khác à? Có ai đó đã mang cậu đến đây, và nếu mà cậu muốn ra khỏi đây thì cậu cần phải tìm được, cậu cần phải giải quyết được mọi thứ, giải thích được mọi thứ, tìm một cái chìa khóa để có thể đi vào và đi ra khỏi chỗ này. Duck plate. Con này đang nói về như kiểu cái ngôi trường này bị kết nối với cả thế giới khác, cái thế giới địa ngục. Con này nó bảo là cái cô giáo Song mà mình gặp thì thực ra không phải là cô giáo. Không phải là cô giáo. Thật mẹ, thôi, gặp cảnh này thật với anh em mà thôi, cứ trịch phát trước khi chết. À, cái bàn của con mụ Song đấy là ở trong phòng giám hiệu. Phòng giám hiệu ở tòa nhà chính. Ok. Tuy nhiên cái cửa đấy đã bị khóa, làm nào sang được. Đã nghe thấy mình đã tìm thấy cái nốt ở của một cái sinh viên ở lớp 1A đã mang cái chìa khóa cổng về phòng của cậu ta. Và cái nốt đấy còn nói về một cái cánh cửa mà có passcode. Vãi. Đến cả lên lớp 1A rồi, đến lớp 1A tìm chìa khóa. Ok, lớp 1A, lớp 1A, lớp 1A. Tớ sẽ lớp 1A đâu. Lớp 1A là dưới tầng 1. Tầng 1 của nhà bên kia. Mẹ, thôi bỏ mẹ rồi. Phải quay sang bên này rồi. Mẹ. Từ từ tôi xếp đã. Xếp cho lành. Chẳng may chết. Mẹ. Lại quay lại đây rồi. Lớp 1A ở dưới. Xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới. Xuống dưới tiếp luôn. Đây đây, mình chạy thẳng là xong. Có mụ kia có đây không đấy? Không nghe tiếng chân, không nghe tiếng chân. Một A đâu, một A đâu, một A đâu. Đây rồi. Có một cái gì đấy khóa cửa lại, không vào được. Đi cửa sau, đi cửa sau, đi cửa sau. Rồi. Hay lắm, mở rồi, mở rồi, mở rồi. Ôi vai mẹ. Bảng dính máu đấy. Chắc là có ai giết. Từ từ tôi xếp đã. Tôi chơi hơi hèn anh em thông cảm. Lấy được một bình nước. Bình nước để giải quyết vấn đề đấy. Lấy một đồng tiền. Lấy một cái nốt. Đây rồi. Lấy được main building key rồi. Hay lắm. Có chìa khóa rồi. Đây là tủ mình có thể trốn vào được khi mà con mụ Song nó đến đây. Mình có thể trốn vào được. Bây giờ chạy thẳng đến cái chỗ cafeteria thôi. Để mở cánh cửa trên cái phòng mở cánh cửa trên cái phòng 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 căng tin. Ok. Ôi, cái gì đấy? Sao có thằng bạn mình ở đây? Say ho, cậu đây rồi. Chúng ta cần phải ra ngay khỏi đây. Cái chỗ này phát điên khùng rồi. Hãy thở mà hít một hơi sâu đi. Vậy, sao thằng này bình tĩnh vậy? Sao mình cảm thấy như mình là kẻ duy nhất sợ hãi ở đây? Mr. Song đang săn đuổi mình. Đừng có làm cho tớ sợ.
cậu là cái con thú nuôi của các thầy cô giáo. Vậy. Ôi thằng này nó bảo nó không tin mình. Nó bảo là chả có lý do gì mà các thầy cô lại muốn giết cậu cả. Thằng này dở hơi à. Nó bảo đây, nếu mà những gì cậu nói là đúng thì hãy tìm cái school officer, tức là cái phòng mà bảo vệ đấy, cái người bảo vệ quản lý nhà trường. Họ có chìa khóa để có thể mở được tất cả cánh cửa trong trường, kể cả là cửa chính. Ok. Đưa cho mình điện thoại của cậu, mình sẽ gọi cho cảnh sát. Mình lại để quên điện thoại ở trên tầng trên mới đâu chứ. Mình sẽ lên lấy điện thoại gặp lại cậu sau. Ừ. Sao bọn trong này nó bình tĩnh vậy? Mình thì sợ vãi đái. Từ từ chạy tầng 2. Bật đèn lên. Rồi lên tầng 3 chứ, tầng 3. Ê cô ơi, thôi cô ơi. Em xin cô. Mẹ, chạy nhanh. Ui may quá, thoát rồi. Con bộ đấy như nó không đuổi theo mình thì sao ấy. Từ khi mà mình vào trong phòng căng tin nó không đuổi theo. Được đấy. Ôi mẹ, con này là con đang ngồi đọc truyện mới kinh chứ. Thanh cảnh vãi. Mình đã tìm thấy cái chìa khóa. Thậm chí mình còn gặp Seho. Mình đã cố gắng để đưa cậu ấy đến đây cùng mình. Nhưng mà ngay lập tức thì cậu ấy biến mất. Seho là ai? Seho là bạn cùng lớp. Rất là béo. À, thật là thú vị, cậu ở lớp 1E đúng không? Cậu vẫn nghĩ đây là một cái giấc mơ. Vậy thì tại sao cậu không mở cánh cửa và tìm sự hiểu xem? Ok, đi cùng nhau, đi cùng nữa. Nó không đi cùng mình luôn. Mẹ, nó còn ngồi đọc sách được, bó tay. Tôi đọc cái nốt một chút, tại vì lâu mình không đọc nốt. Cô ấy muốn tôi phải đưa cho cô ấy một thứ. Tôi đã ngủ cả đêm qua ở trường và có một cái giấc mơ rất là kỳ lạ. Và tôi muốn được trải nghiệm cái đấy lần nữa. Đây là cái nhật ký của thằng béo đây. Cô ấy nắm lấy tay tôi và nói, cậu còn sống à? Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác thế trước đây. Cô ấy đưa tôi ra khỏi lớp và đưa vào cái hành lang tối tăm trong trường. Kinh quá nhở. Lại có khi đây là thằng 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 Seho này, trước đây là bị con cô giáo nó bắt đi một lần rồi. Tôi chạy gặp một cái cô gái bí ẩn. Tôi chưa giờ gặp cô ấy ở xung quanh đây, nhưng mà cô ấy là cô gái hot nhất ở trường xe hoa. Ôi chính là con kia. Tôi nghĩ là tôi đã yêu cô ấy mất rồi. Chứng tỏ là thằng Seho nó gặp con này rồi. Nó gặp con này rồi. Sau đấy được con này dẫn đi đâu ấy. Nếu mà theo nhật ký của thằng Seho nó viết là như vậy. Cái gì đây? À đây, cái này còn mua được cái này. Cái này còn mua được cả nước đây này. Khi mình mua nước nó sẽ tăng cái sức bền của mình lên. Tăng sức bền này. Có cái tăng cả máu nữa. Tăng máu này. Hay lắm, cái tăng máu đấy. Mua luôn. Mua máu luôn. Rồi để dành 500. Bây giờ mình sang phòng bên kia vào phòng giám hiệu đúng không? Đây rồi. West Building, đây là tòa nhà phía Tây. Từ từ ở trên map đấy. Sao không đổi được map nhỉ? What the hell? Đúng rồi, bây giờ mình check được map. Đây mình cần đến hai cái phòng. Thứ nhất là phòng bảo vệ. Phòng bảo vệ ở dưới tầng tầng 1. Chỗ này là có chìa khóa để mở được tất cả các phòng ở trong trường. Thứ hai là phòng giám hiệu. Phòng giám hiệu là nơi có máy tính của con mụ Song. Vào đấy để tìm hiểu.
Ok. Đây, Yason, cái con lúc nãy nó bảo là tôi cần phải tìm đường đến phòng giám hiệu để tìm một số cái bằng chứng. À, tìm một số cái nó gọi là cái gì nhỉ? Clue nó gọi là, tôi không biết gì cái tiếng Việt, tôi quên mất, nó là để tìm ra cái nguyên nhân vì sao tôi ở đây. Ngoài ra thì sư hô còn bảo tôi phải đến cái phòng bảo vệ. Được rồi, mình sẽ đến phòng giám hiệu trước nhá. Phòng giám hiệu trước. Máu me đầy trường. Ở đây có nhà vệ sinh rồi. Gặp con mụ kia phát là trốn nhà vệ sinh ngay. Cái gì đấy? Tiếng gì đấy? Tự nhiên có tiếng đéo ở kinh. Mình có phải chạy nhiều. Chạy xa, chạy xa, chạy xa. Nó giám hiệu đâu? Đây rồi. Cái chìa cái khóa ở đây thì khác biệt so với tất cả cái khóa khác. Có lẽ là mình cần phải có một cái chìa khóa đặc biệt. Đi cửa sau xem. Ồ. Thế này chắc là mình phải xuống phòng bảo vệ lấy chìa khóa rồi. Xuống phòng bảo vệ lấy chìa khóa. Tôi nghĩ là như thế đúng không anh em? Xuống phòng bảo vệ lấy chìa khóa. Mẹ. Phòng này nó khóa hết rồi. Ờ xếp 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 xếp. Chuẩn 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 anh em nói chuẩn. Tí thì tôi quên. Cẩn thận nhá, nghe đây có tiếng bước chân phát là dừng ngay, có chết. Cái gì đấy? Tiếng gì đấy? Ngay tầng dưới thôi. Xuống tầng dưới là xong. Ôi mẹ, máu me kinh thế. Trường lớp cái kinh này. Cái gì đây? Cái địa điểm này nó đã trở nên địa điểm này là kiểu như là bị bừa bộn ấy. Như kiểu có ai đây đã phá. Được rồi, Security Office đây. Vào tìm chìa khóa. Tìm đến một cái nốt, ok vẫn là nốt thôi. Chai nước. Ôi mẹ, máy tính này lỗi win rồi. Màn hình xanh vãi. Máy tính lỗi win rồi anh em ạ. Vãi cứt. Lỗi win rồi, lỗi win rồi. Anh trưởng. Bây giờ như nào? À đây rồi, Start key card đây rồi. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Có key rồi, có key rồi. Cái này mình sẽ lên mở vào cái phòng. Ủa đây là phòng camera này. Có camera nhìn hết các phòng ở trong trường. Ok. Sao? Ôi dồi ôi, mẹ lại cô đây rồi. Nó đâu rồi? Nó ở đâu đấy? À, tụi cô ơi. Phản nhanh, phản nhanh, phản nhanh, phản nhanh. Nhà vệ sinh đâu? Nhà vệ sinh đâu? Trốn vào đây. Nếu vào được. Mẹ. Nhà vệ sinh đâu? Để tao trốn cái nào. Ôi, xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới. Trốn vào đây. Không trốn được mới đau chứ. À đây, 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 đây. Cái gì này? Đi đâu đây? Trốn vào nhanh. Rồi. Sao mình vào đây? What the hell? Ơ. Hình như đấy là cái đường bí mật nó dẫn đến mình đâu ấy. À, hiểu rồi. Như vậy là ở cái phòng ở dưới tầng, ở dưới tầng 1 là có một cái đường phi thẳng lên tầng 3B luôn. Dưới tầng 1 phi thẳng lên tầng 3B. Cái phòng Geology Laboratory này. Chỗ này là có một cái đường bí mật. Nó dẫn mình một phát lên phòng 3B luôn. Hay phết. Đường bí mật. Hay đấy.
Mình có hai trái tim mà, từ từ để tôi ăn đã. Nãy mình mua cái đâu nhỉ? Đây rồi. Tăng máu đâu? Đây rồi. Đấy, tăng một máu ngay. Cái này tăng stamina. Tiền. Thì nữa về chắc phải mua thêm một ít đấy. Không đứa nào mang tiền đi à. Học, cặp học sinh vẫn còn hết ở đây. Được rồi, ok. Mình đang ở tầng này rồi là tốt rồi. Mình sẽ đi xuống dưới, sẽ đi xuống dưới tầng tầng 2 để mở cái kia. Ra khỏi đây đã. Chắn bố đường. Ở đây trên tầng này mà có nhà vệ sinh, dưới tầng dưới không có. Ôi ôi ôi, thục ơi. Vãi mẹ. Chú vào đây. Nhanh. Ở kia không có phòng nào trốn à. Ôi cô ơi. Em xin cô. Đây rồi. Trốn. Ôi, cái gì đấy? Ê, mẹ. Con mụ đến rồi. Đi chưa? Mẹ. Yên nắng chưa? Như yên nắng rồi đấy. Tổ sư. Thế sao trốn vào nhà vệ sinh lúc nãy lại không có cái, lại không có phòng nào để trốn, mẹ nhục thế. Lúc nãy tôi còn thấy có con nào rơi xuống từ đây xuống dưới này cơ. Thấy có một cái chân rơi dưới này cơ. Ở đâu? Cuối vãi mẹ. Rơi mẹ đầu luôn, mất mẹ một giọt máu luôn, kinh chứ. Bẫy. Mình ngu rồi. Ngu lờ rồi. Có mỗi một giọt máu thôi. Con kia rơi vào đầu đau thế. Stop đây đúng không? Mở ra nhanh. Rồi. Mở được phòng giám hiệu rồi. Giờ tìm máy tính của con mụ, của con mụ Song. Tìm hiểu xem là đằng sau sự việc là cái gì. Không có chỗ xếp à đâu. Máy tính của bà Song ở chỗ nào? À đâu, đây là sáp long way, đây là phòng nghỉ. Nhầm. Đây là phòng nghỉ. Từ từ đã, tôi nghe là có tiếng chân ở ngoài. Chưa ra vội. Ngoài nghe tiếng chân rõ lắm. Tắt đèn đi xem. Chắc phải tắt đèn. Nghe tiếng guốc cộp. Anh em nghe thấy không? Đi chưa? À, nó đi rồi. Tắt đèn đi, nó mới đi. Rồi, tôi biết là nhầm phòng rồi. Nhanh lên. Rồi, nhanh. Rồi. Chuẩn rồi đấy, vào phòng giám hiệu đấy. Cái gì? Thôi, tự nhiên lại kêu lên. Đừng bảo công bộ của nó vào đây nhá. Máy tính bị màn hình xanh hết rồi, lỗi win hết rồi. Sung te zin. Nó toàn cho mình nước thôi, mình cần nước quái đâu, mình cần máu. À, có băng gạc. Băng gạc có tăng được máu không? À, băng gạc chỉ để chữa ấy thôi. Băng gạc chỉ để chữa bị thương thôi. Chảy máu.
Hình như là có một cái loài, như là loài cây gì ấy, nó mọc ở trong trường này, nó mọc lên cả cái bảng này. À đấy, máy tính này chưa bị hỏng. Win 7. Nhìn quen lắm. Gì đây? Có một cái tờ ghi nhớ. Lớp 1E của mình là 2 2 2118. Anh em nhớ cái mã số này cho tôi nhá. Anh em nào chụp lại cái màn hình cái đoạn này giúp tôi phát. Sau này tôi nghĩ là chắc mình sẽ phải dùng đến cái phải dùng đến cái mật mã ở đây đấy. 2B 1042 2C 5331 2D 4012. Ok. Đây là đây là password để vào tất cả các phòng học. Ok đấy. Đây là bàn của mụ Song đây rồi. Mình đang tìm cái gì đây? Đây là cái tờ báo điểm của thằng Yong Ho. Đúng rồi, mụ này hẹn mình mà. Mụ này hẹn mình là sau giờ học sẽ đến đây để bàn về cái điểm số của thằng này gần đây bị giảm. Nên mình đến đây mình vẫn nhìn thấy cái vẫn nhìn thấy cái tờ báo điểm. Đúng rồi, tôi nghe tiếng guốc rồi mà kệ nó không vào đây đâu. Nó chỉ đi ở ngoài thôi. Mình đi ở trong này thì không sợ. Trong này nói là thằng này đã bị trượt à? Trượt môn toán. Anh em cứ bình tĩnh. Tiếng chân thì nó không vào đây đâu, chỉ mình tắt đèn đi là nó sẽ đi mà. Tôi phải bật đèn tại vì là mình phải phải soi nhưng mà có bỏ lỡ gì không. Green tea, từ từ xem green tea có hồi máu không. Cái này vẫn là stamina mới đau chứ, toàn stamina. Máu thì đéo cho. Anh em yên tâm, con bộ nó không vào đây đâu. Bây giờ mình cần phải chạy nhanh trở lại. Chạy lên tầng 3. Mình cần phải chạy nhanh tầng 3, sau đó là quay trở lại cái phòng cà phê. Ok, chạy nhanh tầng 3 sau đó quay ở phòng cà phê. Vào đấy để mua cái đồ mua cái đồ để tăng máu. Nhanh nhanh nhanh. Rồi. Mẹ chắn cái này mới đau chứ. Lên tầng 4 rồi. Rồi tầng 4 đi xuống. Rồi. Quay về phòng cà phê hay lắm. Đây, mua một ít đã. Mua cái tăng máu đã. Một nghìn năm trăm không đủ tiền là mình có 1.000. Đây là úc đắt thế. Đây cái này 1.000 đây. Nó sẽ hồi lại một trái tim. Nãy tôi thấy có một cái rẻ hơn cơ mà. Cái này đắt vậy. À, vẫn 1.000 thật. Mua thôi. À, uống phát cho lên máu đã. Ba giọt luôn. Ui cái gì đấy, ông nào đấy? Mê. Ông đéo nào này? Ăn xin à? Cái bang rồi. Mê. Ông là ai? Có vẻ như ông ấy không hiểu gì mình nói cả. Vãi. Câm đi cậu bé. What the hell? Ông làm gì ở đây vậy? Cái trách nhiệm của tôi là ghi nhớ lại những thứ ở đây. Những thứ mà anh ta nghe thấy và nhìn thấy. Bây giờ thì đi ngay khỏi đây, tao đang bận. What the hell? Đây chính là cái thằng Cham, nó vẫn dán các cái nốt ở xung quanh cái trường học đây.
Ông có nhìn thấy cô gái nào ở đây không? Đang chỉ cái con mà khác đồng phục mình đấy. Tôi nhìn thấy cô ấy ở cái tòa nhà phía tây. Cô ấy đang đi tìm ai đó. Hy vọng đó là tôi. Ok. Con keo đi về phía tòa nhà phía tây rồi. Đây nó đang đi ở trong tòa nhà bên này đang tìm ai đấy. Không biết là tìm ai. Thằng trai làm gì cứ đứng đây ghi chép. Bây giờ đi tìm con kia chứ nhở? Để đi tìm con Yasun. Mẹ con đấy sao nó lại bỏ mình ở đây này mẹ. Bắt mình đi tìm. À sếp đã, sếp đã, sếp đã. Lớp 1E à? Ok, này lớp 1E. Tự nhiên nhạc kinh thế, sao này phát nhạc ghê vãi. Được rồi, đi xuống tầng 2. Một e đâu? Đây rồi. Ấy già. Đứng đây làm gì đây? Như sốt. Cậu vẫn còn sống. Cậu làm cho mình cảm thấy ấn tượng đấy. Cậu đi đâu vậy? Mình đang tìm khắp nơi. Cậu đã tìm thấy mình như vậy là cậu có vẻ đã không bị mất hy vọng. Tìm thấy cái report card rồi đúng không? Đây là cái report card của mình ở trên bàn của Mr. Song. Cái report card là cái mà ghi điểm của mình đấy, điểm thi các thứ đấy. Cậu có vẻ thông minh hơn so với lại những so với vẻ ngoài. Mẹ nó còn bảo mình thông minh hơn vẻ ngoài. Hóa ra tao ngu à? Mình chưa giờ nhìn thấy thứ nào như thế này. Cái điểm số của cậu nó quá là tồi. What the hell? Phải có một cái thứ gì đấy xảy ra thì cậu mới có mặt ở đây. Cậu còn phải tiếp tục tìm kiếm. Ở bên tòa nhà chính thì có một phòng tập gym, có một cái phòng bơi và cái tòa nhà phía bắc vừa mới được xây mới. Cái thứ nào là cái thứ mà có màu đỏ trên bản đồ? Đó là tòa nhà phía bắc. Cái nơi mà có thư viện, phòng trao đổi, phòng dạy nhạc, PE Center, có cả phòng dạy vẽ nữa, phòng nghệ thuật. Bây giờ cậu cần phải điều tra cái ngôi trường này mà focus vào ba cái chủ đề mà cậu ba cái môn học mà cậu bị trượt. Thứ là môn toán, thứ hai là môn xã hội học và thứ ba là môn nghệ thuật. Mình phải đến ba cái phòng học rồi. Phòng toán này, phòng xã hội học và phòng dạy vẽ nghệ thuật. Cái giác quan thứ 6 thì cho mình thấy là phải có một cái thứ giấy rất đặc biệt ở tòa nhà phía bắc. Ok. The coma. Con Yasuo nó bảo là nó như là một cái người thám hiểm ấy. Nó khám phá ra cái thế giới The coma. Kinh không? Mình là ai không quan trọng. Mình đang cố gắng để giúp cậu. Cái thế giới The coma càng ngày nó càng nguy hiểm hơn. Cái kẻ mà đang muốn giết cậu thì càng ngày càng khỏe, càng mạnh hơn. Khi mà cậu càng lại đây lâu thì hắn càng mạnh hơn. Thời gian chúng ta sắp hết. Được rồi, mình sẽ đến cái tòa nhà phía bắc. Ok. Có cả cái kiểu như là bùa ngải gì dán ở đây. Được rồi. Mình phải đến tòa nhà phía bắc. Đây. Cái cửa bên main building nó dẫn đến tòa nhà phía bắc đây. Go to the north building này. Mình phải đi sang bên kia, mình chui dưới tầng 1. Có cửa sang bên này, sau đó sang mấy cái phòng sang mấy ba cái phòng dạy toán, dạy xã hội học và dạy nghệ thuật. Được rồi. Rồi, đây là kiểu thế giới song song.
Này là gì? Ok. K1 chúng ta chơi đến đây thôi nhá. Anh em nghỉ vài phút trước khi bắt đầu K2 nhá. Tôi sẽ cố gắng phá đảo con này xem là rốt cuộc chân tướng sự việc nó là như thế nào. Phần sau mình sẽ cố gắng đi đến cái tòa nhà phía bắc để xem là có cái vẹo gì không. Rất cảm ơn anh em theo dõi nhá. Tôi xin nhắc lại tựa game này nó có tên là The Coma. Bye bye siêu game nhá. Thank you.